Xin kính chào và cảm ơn bạn đã xem kênh thông tin về nhân trạch của chúng tôi. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu bạn là người đang tìm hiểu về bất động sản ở nhân trạch và mong muốn sở hữu một bất động sản để về vùng đất vô cùng tiềm năng này sinh sống mà chưa có được nhiều thông tin đáng tin cậy để tìm hiểu và nghiên cứu. Khi xem được video này, bạn sẽ có rất nhiều thông tin để tìm hiểu và nghiên cứu, rồi sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác nhất về một bất động sản theo đúng tiêu chí mà mình mong muốn. Trong video này, chúng tôi giới thiệu đến bạn một số thông tin về một khu dân cư đang được đánh giá là có tiềm năng và lợi thế bậc nhất hiện nay tại Nhân Trạch, đó là khu đô thị Phước An Long Thọ. Nằm trong vùng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể của đô thị mới Nhân Trạch với quy mô hàng ngàn hecta, khu đô thị Phước An Long Thọ có hàng chục dự án khu dân cư lớn nhỏ, trong đó nổi bật là khu dân cư xây dựng Hà Nội và khu dân cư HUD. Khu dân cư xây dựng Hà Nội với quy mô 150 hecta nằm trên trục đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Văn Cừ được chia thành 3 đơn vị, với thiết kế có tổng cộng 5.585 hộ dân sinh sống tại đây. Trong đó có 2.266 căn nhà phố với mặt tiền bám đường rộng 5m, 1.737 căn nhà liên kế với mặt tiền thửa đất bám đường rộng 7m, 176 căn nhà biệt thự với mặt tiền thửa đất bám đường rộng 15m và 1.406 căn hộ chung cư. Dân số theo thiết kế là 23.000 người. Mật độ dân số bình quân khoảng 150 người trên 1 hectare đất. Khu dân cư xây dựng Hà Nội được thiết kế theo chuẩn đô thị văn minh hiện đại, có đầy đủ các tiện ích xã hội như 2 nhà trẻ, 2 trường cấp 1 và 1 trường cấp 2, 4 sân bóng mini kết hợp vườn hoa, 1 trung tâm thể dục thể thao lớn có quy mô rộng trên 4 hectare, 1 trung tâm thương mại khu vực và 1 trung tâm thương mại nội khu, chợ truyền thống và cửa hàng dịch vụ tiện ích, trung tâm hành chính nội khu, thư viện và một số tiện ích khác. Tại khu dân cư xây dựng Hà Nội, khoảng 85% các thửa đất đã có sổ hồng riêng mang tên cá nhân, còn lại khoảng 15% các thửa đất bám trục đường lớn có lộ giới trên 20m là mang tên chủ đầu tư khu dân cư dự án này. Theo quy định, những thửa đất bám trục đường lớn là phải thực hiện mua bán nhà đất liền thổ, không được mua bán đất nền. Đất nền khu dân cư dự án thổ cư 100% sổ hồng tên cá nhân được đánh giá là hàng hiếm hiện nay, bởi những dự án khu dân cư mới triển khai những năm gần đây không được phép bán đất nền và ra sổ tên cá nhân trước khi xây nhà theo thiết kế được phê duyệt. Khu dân cư HUD. Khu dân cư HUD được khởi công xây dựng vào năm 2003 với quy mô 223 hecta, quy mô dân số là 18.000 người, diện tích sàn nhà ở khoảng 1.140.000 m. Khu dân cư HUD Nhân Trạch được chia thành 4 nhóm. Nhóm 1. Nhóm 1 với quỹ đất dành cho các tiện ích xã hội như quỹ đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo là 8.942 m. Quỹ đất dành cho tường cấp 1 là 7.770 m. Quỹ đất dành cho khu công viên cây xanh và thể dục thể thao là 22.476 m. Quỹ đất cây xanh khu LO1 LO2 là 3.551 m. Quỹ đất dành cho trạm y tế, trường cấp 2 và cấp 3 là 118.062 m. Tổng số nền đất tại nhóm 1 là 912 nền. Nhóm 2. Nhóm 2 với quỹ đất dành cho các tiện ích xã hội gồm quỹ đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo là 10.096 m. Quỹ đất dành cho trường học cấp 1 là 13.840 m. Quỹ đất dành cho công viên cây xanh là 10.480 m. Quỹ đất dành cho hồ nước cảnh là 3.100 m. Tổng số nền đất tại nhóm 2 là 490 nền. Nhóm 3. Nhóm 3 với quỹ đất dành cho các tiện ích xã hội gồm quỹ đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo là 11.456 m. Quỹ đất dành cho trường học cấp 1 là 12.575 m. Quỹ đất dành cho công viên cây xanh là 13.352 m. Quỹ đất dành cho chợ và cửa hàng dịch vụ là 5.517 m. Quỹ đất cây xanh, công viên khu nhà vườn là 11.120 m. Quỹ đất cây xanh khu LO2 LO3 là 3.574 m. Tổng số nền đất tại nhóm 3 là 1.487 nền. Nhóm 4. Nhóm 4 với quỹ đất dành cho các tiện ích xã hội gồm quỹ đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo là 8.617 m. Quỹ đất dành cho trường học cấp 2 là 11.735 m. Quỹ đất dành cho công viên cây xanh là 39.070 m. Quỹ đất dành cho chợ và cửa hàng dịch vụ là 2.722 m. Quỹ đất cây xanh, công viên khu nhà vườn là 15.270 m. Quỹ đất cây xanh khu LK1, LK2 là 4.413 m. Quỹ đất cây xanh khu biệt thự là 7.415 m. Tổng số nền đất tại nhóm 4 là 1.887 nền. Như vậy, theo thông tin được công bố, tổng số nền đất tại khu dân cư HUD này là 4.776 nền, chưa kể các căn hộ chung cư, và trong các nhóm của khu dân cư đều có nhà trẻ và trường cấp 1. Công viên cây xanh được bố trí xen kẽ hài hòa,
trong các khu dân cư tạo không gian trong lành mát mẻ, mật độ dân cư thừa chỉ với khoảng 85 người trên 1 hecta. Điểm đặc biệt nữa là, khu dân cư này chủ yếu là loại nhà vườn nên mật độ xây dựng ít và thấp tầng, tính trung bình mật độ xây dựng chỉ khoảng 55% diện tích đất. Một điểm đặc biệt hiếm có nữa là, đất nền tại dự án khu dân cư HUD này đã được cấp sổ hồng riêng tên cá nhân 100% dự án, không có nền đất nào thuộc diện hợp đồng mua bán nhà mang tên chủ đầu tư dự án. Vị trí khu đô thị Phước An Long Thọ. Khu đô thị Phước An, Long Thọ nằm ở phía đông nam của huyện Nhân Trạch, cách nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức chỉ khoảng 30 km đi theo hướng đường Trần Phú và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh. Long Thành dầu dây lối này chỉ dành cho những người di chuyển bằng xe ô tô. Nếu đi theo tuyến đường Hùng Vương hướng và Cát Lái quận Hai Nai là thành phố Thủ Đức, tuyến đường này có thể di chuyển bằng cả xe máy và ô tô và khoảng cách chỉ khoảng hơn 20 km. Khu đô thị Phước An, Long Thọ cách trung tâm hành chính huyện Nhân Trạch hiện nay khoảng 8 km. Cách siêu thị Go Nhân Trạch chỉ 6 km, trung tâm mua sắm lớn nhất tại Nhân Trạch hiện nay với hàng chục ngàn sản phẩm. Đặc biệt khu đô thị Phước An, Long Thọ cách cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ 13 km, đang được chính phủ giáo diết triển khai để kịp tiến độ giai đoạn 1 dự kiến đi vào khai thác năm 2025. Cầu Phước An đang được triển khai xây dựng với số vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, nối huyện Nhân Trạch với thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảng nước sâu Cái Mép thị vải, một trong 20 cảng nước sâu lớn nhất thế giới. Dự kiến hoàn thiện vào năm 2027, khi đó từ khu đô thị Phước An, Long Thọ đi đến thành phố Vũng Tàu chỉ còn khoảng hơn 50 km. Hiện tại khu dân cư Phước An Long Thọ được quy hoạch rất bài bản và hiện đại, nhưng tiện ích xã hội cần thiết không có bất cứ tiện ích nào được triển khai xây dựng. Những người dân về đây sinh sống phải nhờ vào những tiện ích của khu dân cư ngoài khu vực này. Một điều may mắn là những tiện ích cần thiết ngoài khu vực dân cư này cũng ở gần, với khoảng cách chỉ từ 3 km đổ lại có đầy đủ như Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, trường tiểu học, trường mầm non, trường cấp 2, chợ truyền thống, siêu thị điện máy, bách hóa xanh, trạm xăng dầu và một số các tiện ích khác phục vụ đời sống người dân. Tại thời điểm tháng 4 năm 2023, với tài chính chỉ từ 1,3 tỷ đồng, bạn có thể sở hữu được cả nhà và đất tại khu dân cư này với diện tích thửa đất từ 90 đến 100m² thổ cư và căn nhà với diện tích sàn khoảng 70m². Hiện nay chúng tôi đang nhận ký gửi và giới thiệu đất nền, nhà phố, căn hộ chung cư tại khu đô thị Phước An, Long Thọ. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hoặc bán xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu cùng tư duy đột phá, chắc chắn tôi sẽ cung cấp được nhiều những thông tin bổ ích đến cho quý vị và các bạn. Cảm ơn bạn đã xem kênh thông tin về Nhân Trạch của chúng tôi. Bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về Nhân Trạch được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Xin cảm ơn.